bộ đôi thuốc hảo dược trị căng thẳng Bilostress thuộc hoa thần kinh Biloner. Bilora TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Chào bạn, tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của dược phẩm Bilora. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng bộ đôi thuốc dược thảo trị căng thẳng Bilostress. Bộ đôi thuốc dược thảo Bilostress gồm hai sản phẩm là Phagmagaba và Serenity Formula. Đây là hình ảnh thực tế của bộ đôi sản phẩm, bạn có thể xem qua. Sản phẩm đầu tiên Phagmagaba với thành phần chính là Phagmagaba Gamma Aminobutyric Acid giúp đảm bảo duy trì sự hoạt động bình thường của não bộ, ngăn cản dẫn truyền căng thẳng đến thần kinh trung ương, giúp giải tỏa căng thẳng, hồi hộp, lo lắng, giúp giấc ngủ sâu. Ngoài ra, GABA còn có tác dụng tăng sức đề kháng, giảm mỡ máu và cân bằng huyết áp. Sản phẩm thứ hai, Serenity Formula, với thành phần chính là các loại thảo dược gồm Sensorial Ashwagandha, sâm Ấn Độ, Siberian Ginseng, sâm Tây Bá Lợi Á, Lavender, hoa oải hương và Rhodiola rosea, cây rễ vàng. Sensorial Ashwagandha, sâm Ấn Độ, có tác dụng giảm thiểu lượng cortisol, một loại hormone gây căng thẳng, giúp hệ thần kinh luôn minh mẫn, tăng cường trí nhớ, loại bỏ các triệu chứng do trầm cảm gây ra. Siberian Ginseng, sâm Tây Bá Lợi Á, có tác dụng phục hồi chức năng thần kinh, đẩy lùi căng thẳng, tăng sức khỏe tuyến thượng thận, chống suy nhược và tăng sức đề kháng. Lavender, hoa oải hương, giúp làm dịu tình trạng căng thẳng, tạo cảm giác thoải mái, nâng cao sự tập trung và giảm thiểu triệu chứng rối loạn thần kinh và tăng lưu lượng máu lên não. Rhodiola rosea, cây rễ vàng, có tác dụng giải tỏa căng thẳng, chống trầm cảm, tâm thần phân liệt, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường trí nhớ và chống suy nhược. Mỗi ngày bạn sẽ uống 4 viên trước ăn 30 phút, buổi sáng uống 2 viên, buổi chiều uống 2 viên, mỗi loại 1 viên. Hạn chế các loại thức ăn cay nóng và thực phẩm chứa nhiều chất béo như mỡ động vật, thức ăn nhanh. Bổ sung các thực phẩm nhiều dinh dưỡng tốt cho hệ thần kinh, bao gồm rau củ quả, các loại trái cây giàu vitamin, uống đủ nước mỗi ngày. Kết hợp vận động và tập các bài tập thể dục để giảm bớt căng thẳng thần kinh. Trong 2 giờ uống, bạn không nên uống các loại thuốc tây để thảo dược được hấp thu tối đa. Thân chào và hẹn gặp lại bạn trong các video hướng dẫn tiếp theo. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.